À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai vậy Đào Phật. À, bữa nay thấy bên ngoài mưa suốt. Mình giờ này mình được ngồi ở đây mình tu tập lễ Phật, ngồi nói chuyện về Phật pháp này kia là cũng phước báo lắm quý vị. Cái người mà bên ngoài mà mua gánh bán bưng giờ này cũng không đơn giản. Thấy mấy ngày nay mưa suốt chắc bão hay gì ha. Nên vì thấy con người sống càng ngày càng khổ vậy, thấy giống như kiếm tìm chén cơm manh áo không đơn giản. Nên mấy cô mà ngồi đây tu nghĩ tới mấy ông chồng mà đi bên ngoài mà đi làm kiếm tiền á, khi tội nghiệp mấy ổng mấy cô ha. Thấy đây toàn là nữ tu không, nam ít. Nói mà ông đi làm kiếm tiền cũng tội mấy ông lắm, giỡn đâu. Nên ông về mà mới lỡ mấy ông sân si khó chịu với mình chút vậy quan hỷ không, thì mình được niệm Phật lễ Phật đồ tu suốt mà ông sân si với mình rồi mình còn sân si lại là mình dở quá ấy vậy đó. Nên những đức từng đi làm thuê làm mướn kiếm cuộc sống, những đức biết kiếm tiền không đơn giản. Nên khi mà chúng sanh ta đưa tiền cho mình làm lại cho người ta hết, nó có phước. Gặp mà tích chữ giữ gìn đồ mà không làm việc cho người ta là nguy hiểm. Vì cái làm tạo tiền của ta nó cực quá. Cũng như giờ mình ngồi ở đây mình tu tập gì chứ. Bên ngoài mà mưa gió thì thấy những người ta bán vé số, bán hàng rong, rồi bán đồ mà vì thấy thành phố mà những người mà người ta bán đồ mà ở ngoài lề đường, chiếm lề đường rồi đó, khổ. Khi đang bán đồ vậy tự khi gặp có những người người ta đi dọn đường phố sạch sẽ, chạy ghê lắm. Đó không? Cũng là một kiếp người như nhau, nhưng mà giờ này là mỗi người nó nghiệp khác nhau nè. Mình giờ này mình phiên nhau niệm Phật, mình được lễ Phật. Còn giờ này người ta mà làm việc không thể nào niệm Phật được đâu. Thì biết rằng một câu Phật hiệu tuy là ít vậy đó, nhưng vì nhớ. Để mà quân tập nhớ Phật niệm Phật không dễ. Bây giờ mỗi người chúng ta để ý nè. Có những khi mình đeo cái máy niệm Phật trong người mình để niệm Phật luôn đó. Nhưng mà vì để ý thì mình không nghe câu Phật hiệu đó quý vị. Cái ưu thế mà của tác động những gì khác nó mạnh quá. Cực kỳ mạnh luôn. Câu Phật hiệu mình không nghe. Một chút cái tự nhiên. Mình tự nhiên mình nghe Bất Tử mình mới niệm theo liền. Thấy không? Nên cái việc mà mỗi ngày dụng công tu gì, rồi chúng ta nhắc nhở nhau gì, nó quân tập cho mình để nhớ Phật. Nên cái lúc mà những đức nhắc gì bị ngồi đâu bị niệm liền, cái miệng nhép 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 miệng liền, niệm liền. Cái miệng mình mà nó thật sự bị mình mà không nhép môi niệm Phật là nó nhép cái khác. Buông ra là nó nhép tùm lum tùm la, nó nhiều chuyện nhiều điều, không có giỡn đâu quý vị. Bởi vì như đức nói mà làm cái việc mà gần nhiều con người là mình không tránh được khẩu nghiệp. Cái tác động của sân si quý vị, cái tác động bên ngoài nhập vô, giống như vị đi làm công ty xí nghiệp đúng không, tác động bên ngoài vô, bị kêu người ta công việc tới bị cũng bực bội, bên kêu người ta công việc mà ta làm chậm mình cũng khó chịu, thấy không? Đó gọi là đều là những tác động của nghiệp. Đó. Rồi làm sao mà mình nhớ Phật niệm Phật được đây?
Nên cái thờ lễ Phật 40 phút này chút xíu rồi xong. Nhưng mà nó quân tập cho mình dịu cái tâm hay lắm. Con người bình thường là mình ngước mặt cao, ít ai chịu cúi đầu. Cũng vì ngước mặt cao nên ai đụng mình cái là không được. Nên mình tập cúi đầu với Phật, cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu với người, nó dịu tâm luôn. Dịu tâm. Có khi những đức mà coi lịch sử mà cái việc thế gian pháp thôi, mà thí dụ như những câu chuyện mà người ta có thể nhịn, người ta nhẫn, mà người ta ăn phân để người ta chờ cơ hội. Ăn phân giống như câu chuyện mà của Tôn Tẳng Bà Nguyên không, bạn phản mà ông muốn giữ cái mạng ông mà ông ăn phân. Mà Bà Nguyên mà nghĩ rằng bây giờ ăn phân uống nước tiểu người là điên thiệt à, thôi giết làm chi nữa vậy, thả ông như muốn giữ cái mạng ông thôi quý vị. Cuối cùng ông báo thù, cái đó là cái thế gian pháp thôi quý vị. Người ta chịu chấp nhận, chịu nhục hết luôn để mà người ta về sau người ta phải báo thù, ghê không? Thế gian pháp thôi mà người ta còn nhẫn gì chứ. Còn mình bây giờ là tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc, mà mình không nhẫn được ở thế gian này là mình dở hơn người ta quá. Trong khi mình là có phương hướng quý vị, có phương hướng, có con đường để giải thoát rộng thênh thang luôn, mà mình bây giờ bị la, bị gầy, bị thiệt thòi chút mình nhẫn được, mình dở quá, quá tệ luôn. Đó. Giống như ai mà coi cái câu chuyện mà anh hùng Lưu Sơn Bạc, ông thủ lĩnh đó không, khi ông bị bắt, ông bị tra tấn rồi, ông cũng giả điên ăn phân để mà ông giữ mạng ông. Cái việc thế gian pháp thôi. Nhiều bậc tướng cũng gì cúi lòn chui ngang háng người khác để chờ cơ hội thôi. Nghĩa là thế gian pháp thôi mà ta làm đến cái trình độ gì. Nên chúng ta nên nhìn nhận để bản thân của mình khi niệm Phật giảng sanh, mỗi ngày phát nguyện giảng sanh mà mình đụng chuyện thiệt thòi, hay là la gầy mình, hay chồng nói mình vài câu mình tức tối oan ức, mình khóc sùm, cái này là mình xem lại mình đấy vị, xem lại mình, thấy không, mình quá dở, cực kỳ dở luôn đó. Rồi mình là Phật tử mà thí dụ như bữa nay thích này, mai không thích nọ, bữa nay thích này cái theo này, cái nghe ai nói người này cái mình ra mặt mình chửi lại người kia, mình là Phật tử thôi, đừng có đụng đến chuyện của thầy chi cho nó mất công mệt. Nên những đức nói với vị ở nhà vì tu vì sẽ lợi ích lớn, nó thật sự vì mình đã đi rồi, mình quen rồi quý vị, mình đi rồi mình đã biết rồi. Bây giờ quý vị phân tách ra được, mình phân tách không phải giờ mình ở nhà mà mình nói điều này chứ, mình đã từng ở chỗ đông người rồi, bây giờ mình ở chỗ khó ít người nè, mình cọ lại mình xem xét, cọ lại để xem xét. Nó giống lúc trước những đức cũng phải làm như vậy, nó cộng trừ nhân chia nó không được bao nhiêu, đổ bớt. Quý vị hồi xưa đi ra đến pháp hội mấy chục ngàn người, có khi lỡ mà kiếm cái chỗ nào ngồi trên cũng là không phải đơn giản, thấy không? Nó cộng trừ nhân chia ra không còn được bao nhiêu. Lúc trước mà lễ Quan Âm Bồ Tát á, một số người ngồi trên quý vị, cái lễ Quan Âm xong á, những đức nhìn thấy họ tội nghiệp thương, lúc khỏe mấy bà vỗ tay, bà cười, bà vỗ, bà la sùm. Tới ngày thứ ba kết thúc, những đức nói chuyện bà vỗ tay gì nè, giống như bà hết biết gì chứ đuối. Thì những đức hỏi quý vị, nó đổ tuy là mấy ngày dữ dội mà nó đổ, dụ như chị phải tư được kinh nghiệm cứng mình cũng nghĩa khí lắm, kiếm chỗ cho nhiều để cho chị em đi chung, mà cũng phải khó khổ, cũng phải khó khăn, rồi bị người ta nói này nói nọ, lễ Quan Âm mấy ngàn lại xong trừ qua xớt lại không còn bao nhiêu. Vì thấy cái chiếc lễ Quan Âm này chưa, lễ nhiều được nhiều, vì thấy chưa, bây giờ mình phải
cọ lại hai phương hướng mình đã đi để mình chọn ra một tiêu chuẩn. Không? Nên bây giờ nhà Đức thấy khỏe vô cùng. Cái vị biết nãy nhà Đức lễ Phật đúng một mình, nhà Đức thường giờ này lễ là thường phần nhiều là một mình nhà Đức, ví dụ đi. Và bữa nào chú Tâm Nhiên ông rảnh em lên lễ một chút. Nếu có công việc thì chỉ có mình nhà Đức lễ với vị á. À. Nhưng mà nó giống như nó thấy rằng ấm áp làm sao á. Mình được cảm nhận được cái điều mà mình niệm Phật an lạc làm sao. Lúc trước đâu có đâu, giờ này làm gì có. 15 năm trời có bao giờ giờ này mà mình nói lễ Phật đâu. Từ khi hồi đó lúc trước mà có cộng tu chủ nhật, sau này chủ nhật nghỉ lễ Phật luôn, đông quá không có chỗ lễ luôn, thấy không? Bây giờ cảm nhận được niệm Phật lễ Phật nè, nên mình mới thấy mình có phước quý vị đó. Nếu như mà những đức mà cứ mà bình thường không có gì xảy ra mà cứ vậy mà tuần nào hoặc lễ nào mà mấy chị cũng đến để mà cầm giấy cầm số, rồi quý vị biết rằng có những khi tội nghiệp lắm, thương lắm. Ví dụ như là Trần Thị Én dán cái tên trên á, cái chỗ ngồi là Trần Thị Én, có nhiều người chơi dữ lắm, cái vị nó lặt Trần Thị Én lại, nó dán Trần Thị Hồng, cái bà Én lại cái chỗ ngồi nó ủa nãy chữ Én đây mà sao tiêu sao thành chữ Hồng, là ngồi cái Én ở dưới kia như Hồng chứ không phải Én, lặt lại cái vị lặt cái mặt ngồi nó có hai mặt, Trần Thị Én dán trên lặt lại dán Trần Thị Hồng trên lại, không đơn giản thấy chưa. Nếu mà cái đà vậy như Đức nói rằng chắc chúng ta giảng sanh Tây Ninh. Ừ. Tây Ninh mà không biết được gì chưa nên những Đức nói cho vị nghe chứ, Phật Bồ Tát cũng thương mình có tâm tu cũng có tâm huyết, rồi những Đức chia sẻ Phật pháp vị có ủng hộ, nên những Đức thương mấy cô nhiều là gì đó, thấy thương khi 3 4 ngày lễ khúc trên bà nào bà nấy mặc gì nè xanh lè xanh lét, dấu tay dấu nổi, mình thấy thật sự mà nói mình thương thiệt lòng thôi, không có một chút gì giận hờn trách móc lúc thiệt thấy thương, chắc là cái tâm đó quý vị, cũng cái tâm đó mà Phật Bồ Tát điều chỉnh cho mình bây giờ. Mình được ngồi bên nhau mình tu gì. Không phải nói câu là tí xa mà gần, mà tí gần mà xa đó quý vị. Thấy không? Mình đều hướng về thế giới cực lạc. Tuy mình ở xa đâu lâm như cô Diệu Minh bây giờ cô đang bên Mỹ nè. Mà thấy cô xa mà gần đó chứ giờ chúng. Gần sát bên nhau. Còn tí gần cái bên mà xa đâu có dối đụng nhau được đâu, thấy không? Nó tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, nên cố gắng bây giờ tu được nhiêu là đậu nhiêu đó, tu nhiêu là cầm nhiêu, đâu có gì nữa đâu quý vị, thấy không? Còn như ở trên đây thì ai thức sớm thì giơ tay ai thức sớm thì giơ tay thì chuyện của mình thôi, cái này nó không có đụng chạm, nó không có đụng chạm cái kiểu mà chỗ ngồi sát mình, ai nó thức sớm ta đưa tay sớm kệ người ta, người ta để máy hoài thì chuyện của người ta. Nó đâu có gì đâu, cái này là bình thường không có gì hết. Còn hồi đó đó nó mới trở ngại ngồi sát sát nè, nó có nhiều cô mà bà ngồi chính giữa gì bà đi ra hai tay với làm vậy nè, cái bà kia làm bà làm gì, ngồi bà làm gì kỳ vậy? Không, hai chỗ này bên đây của anh tôi nè, em tôi bà ra hai tay làm nè. Dịnh gì đó quý vị, kinh khủng vậy đó, không giỡn đâu. Ừ. Nó còn nhiều bà thì vô người ta có chỗ chứ, có nhiều bà có khôn có lỡ làm nè, chị cho em ngồi chơi chút xíu, ngồi chút xíu thôi, nhiều bà có khôn á, kim sa sa có khôn, bà là đi mình bà là cái chị em ngồi xíu đi thôi. Bà kia là bà nó ngọt, bà kia là ngồi xíu thôi nghe, ngồi xíu thôi, bà lắc lắc nghe, lắc lắc xíu xíu rồi, xíu chút bà ngồi nguyên một cái miếng niệm luôn là bà ngồi luôn.
nhiều bà có khôn vậy đó, không có đơn giản đâu. Nên bây giờ mình thấy mình gì nó bình yên, mình được tu tập bình yên. Nên những đức mỗi ngày lên tu với vị năm thờ đó là dữ lắm rồi đó. Còn mỗi tuần thứ bảy 12 giờ khuya đó, là người mà nói mà từ trong chùa bước ra thì quý vị thấy những đức cũng lạ nhất rồi đó quý vị. Vì thật sự trong tâm những đức muốn tu hành, thật sự những đức muốn tu hành riêng về niệm Phật là cả đời những đức sẽ không bao giờ bỏ, vì những đức biết được niệm Phật thù thắng, không bao giờ những đức bỏ. Thì lúc làm việc thì những đức làm vậy lắm, mà khi không có việc thì những đức tu thôi. Thì những đức cũng nói với quý vị mà có công việc những đức sẽ làm vậy lắm, nhưng không có công việc những đức sẽ tu được. Bây giờ những đức tu được quý vị thấy rõ ràng đó, mà cái đà tháng mấy nay nó quen quý vị ơi, gần chắc tới thứ thứ năm hay gì là 29 gì đó là những đức đi cũng tính ra cũng hơn tháng rưỡi, gần 2 tháng. Thì tu suốt quý vị luôn, nó quen luôn đấy vị, bây giờ thành thờ quá quen rồi. Nhưng mà thật lòng nghe, bây giờ mình đang bị ghiền tu đấy vị. Quý vị để ý buổi nào mà quý vị mà không lên, quý vị thấy bị thiếu cái gì đó. À, mà tu gì là đạt rồi đó nghe. Còn tu mà tới giờ lên mà đi vòng vòng câu giờ là biết không có kết quả. Còn tới giờ mà lên cảm thấy vui mà thích lên sớm ngồi chơi vui vẻ lên để tu, đúng là tuyệt vời. Đây là tu có kết quả, tu này là có kết quả. Thấy không? Nó quý vị nhớ nghe, mình tu sao mà viết mặt mình nó vui, nó tươi, cười mím mím vậy đó. À, chứ đừng có tu viết mà cái mặt trầm dầm vụ, tu viết mà mặt đi đâu cũng kiểu này thua. Thua, thấy không? Mà tu viết sao mà mình ít giận hờn ai để trong tâm, không có giận hờn ai để trong tâm chứ á. Nó mình tu khi mình đang tu, con mình nó chạy lên nó đùa cợt chứ mặt mình không tức, đó là tu đó, tu là cái chỗ đó đó. Nó nên có cô kia cô nói thầy khổ ghê, bữa đang đang ngồi niệm địa chung A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chồng sau lưng lấy tay xô cái đầu nhủi làm 2 3 lần gì. Thì đứa hỏi có tức không? Tức tức một chút. Tức thì cố gắng kỳ sau niệm thì sao, đừng có tức nữa. Mỗi người nó có cái nghiệp lạ lắm quý vị ơi, nó khảo đảo ghê lắm, hiểu chưa? Nên mình phải nỗ lực, phải cố gắng lên. Thế gian pháp mà người ta còn ăn phăng để ta chờ cơ hội, khi mình tương lai Phật A Di Đà đem nguyên cái đài sen bự, thiệt là bự đấy. Coi mình bước lên đài sen thì bay về cực lạc, thì cái cảm giác thì sao? Ồ, cảm giác này thôi nó thích thú, đừng đó tới vị ơi. Nói chỗ này tôi nghe đam mê rồi nè, nghe không? Mà mình ví dụ cái bông sen vậy thôi, nhưng mà cái bông sen không đơn giản đâu. Thì đọc bài Tán Thán Phật rõ ràng không? Trong bông sen có vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Mà trong bông sen là có quang minh ở trong, nó đầy đủ ở trong đó. Nghĩa là bông sen là một căn nhà của mình cực kỳ đẹp luôn. Mà tới cái ngày đó bà cái gì đã cái đeo nguyên cái bông sen, bông sen thiệt là bự, cái đeo xuống cái để ngay trước mặt chữ đức con, bước lên đi con, nó Phật thì đã khỏi cần kêu con, để chứ là con bước xuống liền. Nó thiệt con chờ lâu quá, chờ lâu không, chờ đợi ngày đó quý vị, cứ chờ đợi ngày đó. Chứ tối trước khi ngủ gì chờ đợi Phật A Di Đà, ngày đến lúc nào con theo Phật A Di Đà lúc nấy, ngày đến lúc nào con theo Phật A Di Đà lúc nấy, cứ trông hoài, cứ trông hoài, trông hoài, trông hoài, bị yên tâm đi, Phật A Di Đà sẽ đến, ngài sẽ đến. Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hàng thánh chúng đến rực rỡ quang minh. Thèn ơi, nói này mà sao nó rỡn ốc người vậy ơi, rỡn người vậy đó. Thèn ơi, vị biết quy một cái bông sen đẹp, đừng có nói nữa, bông sen thì là đẹp xuống, bay xuống. Vì nó, mình nói thì bông sen để cho thật sự thì ngài đưa bông sen xuống là người mình lúc đó nó nhẹ sờ quý vị ơi, nó nhẹ như bông vậy đó, thì tự nhiên bị bay lên người bị là tức khắc giống như quang minh người bị phổ chiếu ra đó, là quý vị bước lên đài sen, chàng ngô bông sen bay
bay bay bay bay bay đi. Ông cái cảm giác này nó tuyệt vời lắm quý vị ơi. Thì mình niệm Phật thì mình ví dụ gì mình cũng cảm thấy thích rồi đó. Nó cảm thấy vui. Khi mà cảm giác thích chỗ này nghe thì tự nhiên ông chồng chữ hay chuyện này chuyện kia khổ, nó không nghĩ đến nữa. Cứ nghĩ ngày mà mình theo Phật A Di Đà, mà khi mà mình đã theo Phật A Di Đà rồi là chấm dứt tất cả khổ đau luôn. Và mình đi độ sanh mười phương khắp pháp giới được. Châu Thiện Nhân Tông bây giờ là quyết chí vậy lắm luôn, có chuyện giỡn được đâu nghe. Ừ. Đó. Thiện Nhân Tông bây giờ là quốc dân sanh dữ lắm à. Nó nên bây giờ là có những người mình bây giờ có cơm ăn áo bặn thôi mà không cần giàu gì, chỉ nghĩ cái điều là tương lai về cực lạc thôi, là đây là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta đó quý vị. À, đây là hạnh phúc nhất rồi. Nó bây giờ bệnh đau ung thư hay què hoặc xe cầu que gì lết bánh gì nghe, chỉ cần nghĩ Phật ấy đã tương lai nhất định nước mình về cực lạc, mà về cực lạc rồi ba mai tướng tốt 80 vẻ đẹp, không còn què hoặc bệnh đau gì hết chứ. Bây giờ chấp nhận ở đây chịu khổ đau một chút, quyết tâm về cực lạc luôn, Thiện Nhất Tâm Diệu Minh đồ, quyết tâm Chi Phương đồ, cố gắng lên Nguyễn Hoàng đồ, nỗ lực lên không đó. Những bạn sen nỗ lực lên, ai cũng phải cố gắng niệm Phật. Còn Nguyễn Phương đồ đó giao bớt công việc lo niệm Phật, nó bây giờ phải nỗ lực tu tập, tương lai và cái Di Đà sẽ rước mình về cực lạc, nghĩ vậy đi. Nó cứ nghĩ như vậy là quý vị trong lòng không còn có chút gì mà quý vị mà nói mà buồn ai chứ. Nó như Thiện Nhất Tâm sau lưng nguyên bông sen bự cho bá, bông sen Phật Di Đà đem xuống còn bự dữ dằn hơn, hiểu chưa? Tuyệt vời lắm quý vị, cứ nghĩ vậy đi là trong lòng nó vui lắm quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nha, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ừ. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. Chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ nha quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.